Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình Thời sự hôm nay là một số nội dung chính. Hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập quốc tế năm 2020. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự lan tỏa phong trào dân vận khéo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng, Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo các đơn vị tập đoàn đang có nhu cầu tìm hiểu đầu tư vào thành phố Bảo Lộc. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, phạm vi nghiên cứu trực tiếp quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 là toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Bảo Lộc và 5 xã vùng phụ cận thuộc huyện Bảo Lâm gồm Lộc An, Lộc Tân, Lộc Thành, Lộc Nam và Tân Lạc. Tổng diện tích lập quy hoạch là 597,71 km2, quy mô dân số đô thị khoảng 320.000 người. Trong đó nội thị là 168.000 người và ngoại thị là 72.000 người. Tại hội nghị, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã trình bày về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Theo đó, đồ án này là cơ sở để quy hoạch và phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020 và tiếp tục xây dựng thành phố Bảo Lộc tiệm cận tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2040 theo xu hướng quy mô tương đương tỉnh lỵ, phát triển các chuyên ngành cấp vùng và quốc gia, phát triển bền vững, có bản sắc, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế. Phát triển không gian thành phố Bảo Lộc đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo chiến lược tăng trưởng nhanh, trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của xứ Bà Lao. Vùng phụ cận thành phố Bảo Lộc sẽ phát triển theo hướng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau với chức năng đô thị của thành phố Bảo Lộc theo tiềm năng lợi thế riêng của từng địa phương theo hướng tích cực, bền vững và thông minh. Trên cơ sở những ý tưởng xây dựng đồ án quy hoạch chung của thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040, hội nghị đã dành nhiều thời gian lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có mặt tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện đồ án. Theo đó, các ngành chức năng thành phố Bảo Lộc và các nhà đầu tư đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất quan trọng cho đồ án. Đó là những đóng góp liên quan đến quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đô thị và thực trạng phát triển đô thị Bảo Lộc, quy hoạch phân khu theo không gian đô thị và quy hoạch về vành đai xanh đô thị. Tại hội nghị, Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng phát gần 3.000 phiếu lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc để đóng góp cho đồ án quy hoạch chung của thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Thời gian lấy ý kiến đóng góp đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2020. Sáng nay 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc phối hợp với Bộ Công Thương, Sở Công Thương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập quốc tế năm 2020 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ các đơn vị phòng ban, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Bảo Lộc những năm qua. Theo đó, tăng trưởng kinh tế địa phương ổn định, duy trì ở tốc độ cao, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, vị thế của thành phố Bảo Lộc từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu, hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Bảo Lộc nói riêng vẫn còn hạn chế. Vị thế của các doanh nghiệp của thành phố trên thị trường quốc tế còn quá khiêm tốn, sản xuất và xuất khẩu hàng hóa chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Sức cạnh tranh nhiều sản phẩm của thành phố ở mức độ, nhất là các sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Nhận thức về yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ hội và thách thức của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong thành phố chưa đầy đủ. Tại hội nghị, đại biểu tham dự được nghe các chuyên gia, diễn giả hàng đầu về lĩnh vực kinh tế thông tin các nội dung về những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA mà Việt Nam tham gia ký kết.
tổng quan hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, cơ hội và thách thức từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, cơ hội và thách thức của Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc từ TPP, EVFTA. Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo an toàn học đường cho các em học sinh, vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu rà soát chất lượng các công trình xây dựng như cổng, hàng rào và hạng mục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của các trường học trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án xây dựng thành phố Bảo Lộc, các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức kiểm tra rà soát các hạng mục công trình xây dựng trụ cổng, cánh cổng, hàng rào và các hạng mục khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của các trường học trên địa bàn thành phố. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, yêu cầu đơn vị sử dụng triển khai thực hiện ngay việc gia cố, cải tạo hoặc xây dựng mới để đảm bảo an toàn, khả năng chịu lực của hạng mục công trình. Tổng hợp tham mưu Ủy ban dân thành phố báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 24 tháng 10 năm 2020. Cạnh đó, trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng như cổng, hàng rào và hạng mục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của các trường học, tăng cường quản lý công tác thiết kế, thi công, giám sát, năng lực các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, công tác bảo trì công trình theo quy định. Trong công tác thẩm định, thành phố đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế lưu ý giải pháp nền móng và kết cấu phù hợp, như móng bê tông cốt thép, trụ bê tông cốt thép kết hợp gạch xây. Ủy ban dân thành phố cũng giao Phòng Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trong công tác quản lý giám sát học sinh trong và ngoài giờ học, ngăn chặn các hiện tượng đua bám lên cổng trường, hoặc lại gần những vị trí hạng mục công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời cần có thông báo rõ ràng, dễ nhìn đối với quy định cấm leo trèo đua bám lên cánh cổng, trụ cổng. Được biết liên quan đến an toàn học đường, trước đó tại trường tiểu học Nam Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ sập tường làm một em học sinh lớp 5 tử vong. Gần đây nhất, một học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ cũng ở tỉnh Nghệ An bị chấn thương ở chân do cánh cổng trường bị sập do học sinh đeo bám cổng trường trong giờ ra chơi. 5 năm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố và các xã phường đã phát huy vai trò trách nhiệm quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, tham gia tiếp dân định kỳ, tiếp xúc cử tri và tổ chức các đợt giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những hạn chế còn tồn tại trên các lĩnh vực, những vấn đề mà cử tri quan tâm, phản ánh, qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố. Cạnh đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền vững mạnh, Ủy ban Nhân dân thành phố phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với thực hiện ứng dụng một cửa điện tử và mô hình một cửa liên thông. Đến nay, thành phố đã thực hiện niêm yết công khai 330 thủ tục hành chính và ban hành 290 quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng trình tự. Việc tổ chức tiếp dân theo định kỳ được thực hiện vào các ngày 10 và ngày 25 hàng tháng và được các cơ quan, phòng ban liên quan phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các nội dung kiến nghị, phản ánh khiếu nại của người dân. Tháng 8 và tháng 9 năm 2020, tình hình giá cả hàng hóa tương đối ổn định, ít biến động, sức mua hàng hóa và dịch vụ tăng so với cùng kỳ, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 630 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 4.800 tỷ đồng. Cùng với bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trên địa bàn ước đạt 17,56 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ giảm 9%, nguyên nhân sụt giảm được đánh giá là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là cà phê, may mặc, vải lụa tơ tằm, chè, sản phẩm áo mưa, các sản phẩm rau củ quả chế biến, van dầu khí và sản phẩm nông sản khác. Lũy kế từ đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 147,68 triệu USD, giảm 19,1% so với cùng kỳ. Những năm qua, phong trào dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động ở địa phương đã được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng bằng nhiều hình thức và phương pháp vận động đã tạo sức lan tỏa.
Cùng với cải cách hành chính, cấp ủy chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, giải quyết những bức xúc kiến nghị của nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở thông qua việc thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp qua việc vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, cống thoát nước, các công trình phúc lợi công cộng như nhà văn hóa, điểm vui chơi sinh hoạt và vận động nhân dân hiến đất làm đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Qua công tác dân vận, đến nay nhiều con hẻm tại các thôn, tổ dân phố được bê tông, nhựa hóa theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua tuyên truyền vận động, nhân dân đã đóng góp hàng trăm đến hàng tỷ đồng, cùng hàng trăm người công lao động, làm hàng chục km đường bê tông, nhựa hóa các tuyến hẻm, nâng cấp hội trường, lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng. Nhiều mô hình được các cấp ủy cơ sở phối hợp với các giáo xứ tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia góp công, góp sức, góp của để thực hiện các mô hình giáo họ bình yên, giáo họ không có tội phạm, giáo họ đảm bảo an ninh trật tự, khu dân cư xanh, sạch, sáng, giáo họ đảm bảo an ninh trật tự và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiều ngày 11 tháng 10 tại hội trường phường 1, Đảng ủy phường đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các ban xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tại lễ kỷ niệm, các ban xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội phường 1 đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của các ban xây dựng đảng qua các thời kỳ. Theo đó, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển cùng với các địa phương trên cả nước, các ban xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát huy những thành tựu, tiếp nối truyền thống của các ban xây dựng đảng trong giai đoạn mới, Ban xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường 1 tiếp tục phát huy truyền thống của từng ngành, từng lĩnh vực để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng nhóm thiện nguyện A Di Đà và các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tiền mặt cùng 14 chiếc xe lăn cho các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Đoàn đã đến thăm các hộ bà Nguyễn Thị Bích Hợp, 86 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 3B, phường Lộc Tiến, bị liệt hai chân đã 3 năm nay. Ông Võ Đình Tý, 77 tuổi, xóm 5, thôn 8, xã Đại Lào, bị đau cuộc sống, liệt chân đã 3 năm, vợ đã mất, con đi làm xa, hiện ông bị mất khả năng lao động. Hộ bà Trần Thị Hồng Vân, 50 tuổi, bị bại liệt từ năm 1 tuổi, sống với cha mẹ già, nay đã 80 tuổi tại đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến. Hộ ông Đinh Văn Sao, 60 tuổi, bị tai biến từ tháng 11 năm 2019, phải điều trị não, mổ hộp sọ, ngụ tại đường Lữ Gia, xã Lộc Châu. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 72 tuổi, tại thôn Tân Châu, xã Lộc Châu, bị tiểu đường, mù hai mắt, ở với con út bị bệnh thần kinh. Cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho 23 cụ già neo đơn không nơi nương tựa tại nhà dưỡng lão số 4 đường Lê Lợi, xã Lộc Thanh, hộ ông Ca Ten, thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Đây là những việc làm mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, giúp cho các hoàn cảnh khó khăn phần nào vơi bớt nỗi đau trong cuộc sống, thêm ý chí, nghị lực vươn lên trong vòng tay cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020 và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam do Hội Phụ nữ thành phố Bảo Lộc tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã trao sinh kế cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, mỗi sinh kế trị giá 5 triệu đồng một người. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc còn phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng 3 mái ấm tình thương cho các hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 30 triệu đồng một mái ấm và trao tặng 3 con bò giống trao cho hội viên khó khăn, trị giá 14 triệu đồng một con bò. Đồng thời, hội cũng trao tặng 44 suất học bổng, trị giá mỗi suất 500.000 đồng và 12 xe đạp, trị giá khoảng 1,8 triệu đồng một xe cho các em học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Các hoạt động của hội đã góp phần hỗ trợ động viên tinh thần cho hội viên nghèo, khó khăn, có động lực tiếp tục vươn lên ổn định đời sống. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận. Những năm qua, công tác dân vận luôn được Thành ủy Bảo Lộc quan tâm chỉ đạo và đã có nhiều đổi mới. Chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trên tất cả các lĩnh vực. Quán triệt quan điểm về dân vận của Đảng, làm theo lời dạy của Bác Hồ, nhất là khi có nghị quyết Đảng về tăng cường
và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương chính thức phát động phong trào thi đua dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng bộ và chính quyền thành phố đã cố gắng quyết tâm thực hiện công tác dân vận và chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo đạt kết quả tích cực. Qua đó góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong năm 2020, kinh tế của thành phố tiếp tục phục hồi và phát triển, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và tăng so với cùng kỳ. Để thực hiện tốt công tác dân vận, Thành ủy Bảo Lộc chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chủ trương, nghị quyết, sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các văn bản chỉ đạo các đoàn thể thực hiện các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Những chủ trương, nghị quyết của Thành ủy về công tác dân vận cũng đã được chính quyền thành phố cụ thể hóa thực hiện và có sự chuyển biến đáng kể. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, việc cập nhật tin tức trên cổng thông tin điện tử của thành phố nhằm quảng bá hình ảnh của thành phố và thông tin số lượng thủ tục hành chính mới, cũng như quy trình thực hiện niêm yết đầy đủ, cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận dịch vụ hành chính tốt hơn để giải quyết công việc. Tại xã phường, điển hình trong cải cách hành chính, làm tốt công tác dân vận chính quyền, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân có thể kể đến như phường 1 hay xã Lộc Châu. Cùng với cải cách hành chính, cấp ủy chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, giải quyết những bức xúc kiến nghị của nhân dân, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở thông qua việc thực hiện nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp qua việc vận động nhân dân tham gia, đóng góp xây dựng, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, cống thoát nước, các công trình phúc lợi công cộng như nhà văn hóa, điểm vui chơi, sinh hoạt và vận động nhân dân hiến đất làm đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Qua công tác dân vận, đến nay nhiều con hẻm tại các thôn, tổ dân phố được bê tông, nhựa hóa theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điển hình như xã Đài Lào, phường Mà Lao, tổ dân phố 3B phường Lộc Tiến, tổ dân phố 5 phường Lộc Phát, tổ dân phố 2 phường Lộc Sơn, tổ dân phố 19 phường 2 và nhiều địa phương khác. Tại các địa phương này, qua tuyên truyền vận động, nhân dân đã đóng góp hàng trăm đến hàng tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động, làm hàng chục km đường bê tông, nhựa hóa các tuyến hẻm, nâng cấp hội trường, lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng. Có thể nói, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động ở địa phương đã được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Bằng nhiều hình thức và phương pháp vận động, đã tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên. Từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình, các mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực tại các địa phương, phường xã. Việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế cá thể và kinh tế tập thể, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, cũng đã được đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các đoàn thể đã vận động thành lập 6 hợp tác xã về dệt len, thủ công mỹ nghệ, sản xuất cà phê organic và dịch vụ nông nghiệp và các tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Khẳng định vai trò làm chủ trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các mô hình liên kết thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác phù hợp với thực tế ở cơ sở đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, rất nhiều cá nhân điển hình trong làm kinh tế giỏi, đem về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hàng năm đều được các tổ chức hội bình bầu và được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp. Kết quả dân vận khéo mà thành phố đạt được, ngoài sự nỗ lực của những tập thể cá nhân điển hình là những cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, còn có sự tham gia hỗ trợ tích cực của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố. Nhiều mô hình được các cấp ủy cơ sở phối hợp với các giáo xứ tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia góp công, góp sức, góp của để thực hiện. Các mô hình giáo họ bình yên, giáo họ không có tội phạm, giáo họ đảm bảo an ninh trật tự, khu dân cư xanh sạch sáng. Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua cũng được các cấp ủy đảng quan tâm và tăng cường chỉ đạo. Các chương trình hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai,
diện mạo nông thôn mới ngày càng đổi mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng tốt hơn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi giống cây trồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các buôn làng diễn ra sôi nổi trong các ngày lễ hội của đồng bào và ngày hội đại đoàn kết các dân tộc hàng năm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, do đó các chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo được bà con đồng tình hưởng ứng, có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm kinh tế, cuộc sống gia đình ổn định, ấm no. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận luôn sẵn sàng, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia thật tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6 đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.